về mẹ và báo con mồ côi. Dưới chân một ngọn núi cao nọ có một ngôi làng bé nhỏ. Trong vườn nhà của A Thạch có nuôi một đàn dê. Bỗng nhiên đàn dê lộ vẻ kinh quản, chặt kêu lên om sòm, vừa bồn chồn đi tới đi lui trong chuồng của nó. Ôi trời, sao vậy? Mấy đứa bay làm sao vậy? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với mấy đứa bay? A Thạch, bầy dê bị sao vậy hả? Không biết nữa, mới hồi nãy còn tốt lắm, không biết làm sao mà tự nhiên tụi nó lại hoảng sợ như vậy nữa, cứ y như là gặp thú dữ vậy đó. Hả? A Thạch, anh nghe thử xem có tiếng gì. Hình như có thứ gì nó đang cào trên nhà của chúng ta. Có khi nào là con chó to nhà bên cạnh không? Con chó đó, nó cứ dọa lũ dê nhà chúng ta sợ không đó. Không ngờ nó to gan thật, dám chạy đến nhà của chúng ta hù dọa lũ dê nhà chúng ta. Kiểu này em phải cho con chó đó một trận mới được. Ngay khi cô ấy vừa mới mở cửa, lập tức bị dọa cho hết hồn. Ngoài cửa có một con báo đang nằm sấp, nó nhìn chằm chằm vào cô ấy. Báo, có con báo. Mau, mau đóng cửa lại, đóng cửa lại nhanh lên. Người vợ hoảng hốt vội vàng sập lại cửa. Sau đó hai vợ chồng nhìn qua khe cửa quan sát con báo đang nằm ở bên ngoài. Chuyện gì vậy? Con báo này ở trên núi sao lại chạy xuống đây chứ? Mà lại còn chạy đến nhà trước cửa của chúng ta nữa. Không lẽ nó muốn ăn thịt bầy dê nhà mình? Anh nghĩ chắc không phải đâu. Trước đây anh đã nghe nói trong rừng trên núi có báo, nhưng mà trước giờ anh chưa từng thấy. Hơn nữa, khi anh thả dê lên trên núi, nó cũng chưa từng xuất hiện. Sao hôm nay nó lại chạy đến làng của chúng ta vậy chứ? Anh ơi, nhìn kìa, con báo này nó đang bị thương rồi. Sau khi A Thạch nghe thấy, ngẩn người một lúc, sau đó mới nhìn kỹ thì thấy một chân sau của con báo đó máu thịt lẫn lộn, còn bị mất đi một bàn chân trước. Trời ơi, con báo này bị thương không nhẹ đâu. Anh ơi, sao anh lại mở cửa ra chứ? Nó bị thương rồi, sẽ không làm gì được mình đâu. Loài mãnh thú chân trước bị thương còn có thể miễn cưỡng chạy đi săn mồi, nhưng nếu mà chân sau bị thương thì không thể giữ thăng bằng được, rất khó sống sót được đó em. Sao nó lại bị thương nặng dữ vậy chứ? Ai mà biết, có lẽ là nó bị rơi vào bẫy của thợ săn, cũng có khi đánh nhau với heo rừng bị răng nanh heo rừng hút chẳng hạn. Cũng có thể lúc tranh thức ăn với chó sói mà bị thương cũng nên. Nhưng mà dù thế nào thì nó cũng đã bị thương rồi, chỉ có đường chết mà thôi. Đúng rồi, nhưng mà em thật sự không hiểu, nó đã bị thương đến nông nỗi này, sao lại còn chạy từ trên núi vào làng của chúng ta nữa? Em coi, nó ốm chỉ còn da bọc xương thôi. Ủa, con báo này, nó là báo mẹ, đang còn cho con bú. Anh à, anh tính làm gì? Nó tội nghiệp lắm em ơi, để anh đi lấy đồ ăn cho nó. Có lẽ là nó đói lắm rồi, nhưng mà mình cho nó một lúc không thể cho nó cả đời được đâu anh. Sao hả, muốn ăn tiếp hả? Con báo bỗng nhiên lật người lại, là một con báo con lớn chừng một con mèo con. Chú báo con mới sanh chưa bao lâu xuất hiện trước mặt họ. Thì ra còn một con báo con nữa kìa. Ê, nó đang làm cái gì vậy? Có lẽ nó chạy từ trên núi xuống đây từ sáng sớm, không phải muốn bắt trộm đàn dê, cũng không phải muốn làm hại mình, mà nó muốn chúng ta mở lòng thương xót, nhận nuôi con của nó còn chưa dứt sữa đó anh. Không phải chứ, anh chỉ cho nó ăn một chút thôi mà. Sao nó lại coi anh như là người tốt vậy? Báo à, không phải mày cho ta sẽ nuôi con mày đó chứ? Ê, không lẽ nó là con báo trước kia anh đã từng cứu? Hả? Anh từng cứu con báo? Ừ, hình như là chuyện của mấy năm về trước rồi. Lúc đó nó chỉ là một con báo to cỡ chừng con mèo con thôi em. Khi đó nó rớt xuống một cái hố sâu, không leo lên được. Thế là anh bèn đến cứu nó lên. Em nghĩ lần đó nó đã nhớ mùi của anh, cho nên trước giờ không có làm hại đàn dê của chúng ta. Bây giờ nó sắp chết rồi, vì đứa con của mình
nên nó đã tìm đến nhà của chúng ta. Hy vọng anh sẽ nhận nuôi con của nó. A Thạch sau khi nghe xong thì nhìn con báo. Con báo hướng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn về phía của A Thạch. Nó thở càng lúc càng hổn hển, càng lúc càng đau đớn. Thế nhưng nó vẫn một mực run rẩy kiệt sức đẩy con báo con đến trước mặt của A Thạch. Được rồi, ta sẽ nhận nuôi con mày. Con báo sau khi nhìn thấy con của nó đã có đường sống, lộ vẻ yên lòng, rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại. Báo mẹ lúc sắp chết đã đem báo con còn chưa dứt sữa giao cho A Thạch. Vừa hay, nhà A Thạch có một dê mẹ đang thời kỳ cho con bú, mà dê con lại vừa mới chết cách đây mấy ngày. Thế là A Thạch để dê mẹ cho báo con có sữa để bú. Thật là không thể tưởng tượng nổi, dê lại cho báo bú sữa. Dê với báo vốn là kẻ thù không đội trời chung. Điều không thể tưởng tượng nữa là dê mẹ cho dê con bú đều là đứng mà cho bú, còn dê này của anh chị lại nằm dài giống như là chó mèo mà cho con bú. Đúng đó, thói quen bú sữa của dê con và báo con là khác nhau. Nếu dê mẹ đứng lên thì báo con vốn không thể bú được sữa của dê mẹ. Vì để cho báo con có thể bú sữa được, dê mẹ tự thay đổi tập quán của mình luôn, nằm dài trên đất để cho con bú. Nói như vậy, con dê này đúng là dê mẹ hết lòng tận tình, mà dê mẹ còn hết sức quan tâm đến báo con nữa. Đúng là kỳ tích mà. Dê mẹ nó đâu có chịu để con báo con bú đâu. Là lúc sau này tôi nghĩ ra một cách, lấy nước tiểu dê thoa lên khắp mình của con báo con một lần để đánh lừa mắt của dê mẹ. Dê mẹ nhìn báo con sẽ coi nó là con dê của chính mình sinh ra. Sau khi quen mùi rồi mới bắt đầu cho con báo con bú sữa. Sau khi cho bú một thời gian, dê mẹ triệt để sẽ cho báo con là con của mình, thì không cần phải qua mắt của dê mẹ nữa. Nó sẽ nuôi dưỡng con báo con giống y như là nuôi dưỡng con của chính mình vậy đó. À Thạch, anh thật là người có sáng ý đó. Từ từ báo con mở mắt được, nó rất hiếu động tinh nghịch, cả ngày cứ chạy tới chạy lui trong đàn dê. Thậm chí nó còn bắt chước dáng vẻ của dê con và chơi cụm đầu với các chú dê con khác nữa chứ. À Thạch, anh thật là có bản lĩnh. Con báo ương ngạnh được anh huấn luyện nuôi thành dê luôn rồi. Ôi trời, các anh sẽ nghe xem, tiếng kêu của nó cũng học y chang như tiếng dê kìa. Nó sẽ không biến thành dê luôn chứ? Làm sao có thể? Báo sau cùng cũng vẫn là báo mà thôi. Nó sẽ không thể bắt chước ăn cỏ giống như con dê được. Mỗi ngày tôi vẫn đều phải cho nó ăn vài món thịt sống đó. Đúng vậy, báo thì cuối cùng vẫn phải là báo. À Thạch, anh nuôi báo chung một chỗ với dê con. Con nghĩ tới một ngày, lỡ con báo đó khôi phục thú tính ăn thịt hết cả bầy dê của anh luôn, lúc đó là tiêu tùng luôn đó. Làm gì có chuyện đó. Con báo này từ nhỏ đã sống chung với bầy dê. Đối với báo con, bầy dê giống như là người thân bạn bè của nó vậy. Tôi nghĩ nó sẽ không làm hại bầy dê này đâu. Mọi người nghe xong đều nhìn về báo con. Lúc đó dê mẹ đang đến gần báo con, rồi thè lưỡi liếm báo con một cách âu yếm. Báo con nhìn thấy dê mẹ thì ngẩng lên dùng đầu cọ cọ vào chân của dê mẹ. Mới đó mà báo con đã lớn rồi. Nó đã cao lớn bằng một chú dê tầm tuổi trưởng thành. Vậy nhưng báo vẫn thích chơi giỡn cùng với mấy chú dê con. Trong bầy dê, dê con cúi đầu cùng cặp sừng mới vừa nhú ra hút về phía báo con. Báo con cũng nhanh nhẹn cùng lúc né tránh. Dê con ngẩn ra, sau đó tiếp tục cúi đầu hút về phía của báo con. Báo con lẹ làng nhảy một phát, nhảy lên người của dê con. Dê con bị đè ngửa ra đất. Báo con đùi giỡn ngoạm một phát lớn vào cổ của dê con. Nhưng bây giờ răng của nó rất bén, rất nhọn. Nó mới cắn nhẹ một cái, dê liền chảy máu. Máu dê tanh ngọt chẳng mấy chốc đã kích thích làm trỗi dậy thú tính của con báo con. Bản tánh loài động vật ăn thịt ngủ sâu bấy lâu nay của nó nay đã bị thức tỉnh. Báo con kích động há miệng liếm láp máu dê nóng hổi. Dê con thồi thớp yếu ớt
kêu lên. Bà dê nhìn thấy cảnh tượng đó phẫn nộ, hướng về phía báo con kêu lên be be. Báo con cũng không thèm để ý, vẫn chùi đầu thưởng thức liếm máu dê. Tên khốn kiếp nhà ngươi, mau thả nó ra. Ơ trời, ác ma, nó biến thành ác ma rồi. Mau chạy thôi, mau chạy thôi. Con đang làm cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Hả? Sao lại thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Con súc sinh kia, mày dám ăn thịt dê à? Báo con nhìn thấy A Thạch tức giận lộ ra vẻ tội nghiệp. Bộ dạng của nó giống như là một đứa trẻ bị oan ức vậy, cứ kêu lên đi về phía của dê mẹ. Dê mẹ tức giận nhấc móng chân của nó lên, cực lực dẫm lên chân của báo con. Báo con đau đớn kêu lên ngao ngao. Nó co mình nằm đó, nước mắt ngắn, nước mắt dài, tủi thân nhìn dê mẹ. Dê mẹ thấy vậy không đành lòng, bèn chạy đến bên báo con, vừa kêu be be, vừa dùng má của nó nhẹ nhàng cọ vào báo con. Hôm nay con báo nó cắn chết một con dê thật đó, nhưng nó không cố ý. Nhưng mà sau khi nó nếm được mùi vị máu dê nóng, liền kích thích thú tính vốn có của nó. Anh thấy sau này chúng ta không thể tiếp tục nuôi nó được nữa rồi em. Đúng rồi, có khi là nó vẫn còn là một con báo. Chúng ta cứ nuôi nó như vậy trong nhà thật là nguy hiểm quá anh. Phải đó, ngày mai chúng ta đem nó thả vào rừng đi, nơi đó mới là nhà của nó. Dạ. Hôm sau, A Thạch và vợ liền mang báo con thả vào rừng. Từ đó về sau, họ không còn nhìn thấy con báo đó nữa. Từ khi mình đem nó thả về rừng thì không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Cũng không biết bây giờ nó sống ra sao nữa. Từ nhỏ, nó đã chung sống với bầy dê. Đột ngột thả nơi hoang dã như vậy, không biết nó có sống được hay không. Sẽ không có chuyện gì đâu. Suy cho cùng, nó cũng là một con báo. Ở trên rừng, các loài thú hoang đối địch với nó có mấy con. Nhưng em nghe nói dạo này trên núi có xuất hiện chó sói. Nếu báo con đụng độ với mấy con sói đó, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chuyện gì vậy? À, chết rồi, sói, là sói. Tiêu rồi, hôm nay ra ngoài dao của anh cũng không có mang theo. Em mau vào làng tìm người giúp đỡ đi. Anh sẽ cản bọn chúng ở đây. Anh Thạch, anh phải cẩn thận đó. Lũ sói hùng hổ xông bổ vào đàn dê, mà trong tay A Thạch chỉ có độc nhất một ngọn roi da, vốn không thể ngăn cản sự công kích của bọn sói. Bọn khốn kiếp chúng bay, mau tránh ra cho tao. Ba con sói tản ra tránh né ngọn roi của A Thạch. A Thạch nhìn được bên này, lại mất bên kia. Đúng lúc đó, một con sói bất ngờ xông về phía dê mẹ. Dê mẹ bị giật ngã ra đất. Nó kêu lên một hồi âm thanh kinh hoàng thê lương. Ê, chết rồi, mấy con dê xảo quyệt này. Con sói kia nhè răng chuẩn bị cắn dê mẹ, mà dê mẹ chỉ có thể tuyệt vọng kêu lên từng hồi thảm khóc. Ngay lúc đó, một tiếng gầm đinh tai nhức óc từ xa truyền lại. Ba con sói ngây ra, vội quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một con báo dạm dở to khỏe, nhanh như chớp lao về phía chúng nó. Nó thoát một cái, chạy đến giật ngã ba con sói gần dê mẹ nhất, sau đó hút vào con sói. Rồi nó hướng về mấy con sói đó, rống vang lên một tiếng. Ba con sói bị dọa lập tức lùi về sau mấy bước. Bọn chúng nhìn con báo một cái rồi quay mình bỏ chạy. Con báo sau khi nhìn thấy bọn sói đã bỏ đi thì bèn quay lại nhìn dê mẹ. Vẻ mặt của nó lập tức biến thành ôn hòa, hiền lành và còn kêu lên ôm-mi, ôm-mi. Ơ, báo con, thì ra là con hả? Cảm ơn con đã cứu mẹ. Quá ra là nó, là báo con. Nó vẫn còn nhớ dê mẹ là người đã nuôi nó khôn lớn.
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.